Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay, chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào phản ứng đốt cháy. Bài tập như trên màn hình. Urethan được sử dụng làm thành phần chính trong ngành công nghiệp sản xuất chất dẻo, từ đồ gia dụng đến đồ nội thất và cả trong ngành sản xuất ô tô. Đốt cháy hoàn toàn 8-9 gram urethan, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaOH 2 lần dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thấy xuất hiện 30 gram chất tủa. Khối lượng dung dịch trong bình giảm 10,5 gram, đồng thời có 1,12 lít ở điều kiện tiêu chuẩn khí N2 đi ra khỏi bình. Khối lượng phân tử của urethan là 89 DVC. Hãy xác định công thức phân tử của urethan. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết phương pháp xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào phản ứng đốt cháy. Video này nằm trong chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ, hoặc nằm trong danh sách phát lý thuyết phương pháp giải các dạng bài tập. Đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho đốt cháy hoàn toàn 8,9 gram urethan. Sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaOH 2 lần dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thấy xuất hiện 30 gram chất tủa. Khối lượng dung dịch trong bình giảm là 10,5 gram, đồng thời có 1,12 lít khí N2 đi ra khỏi bình. 1,12 lít là điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng phân tử của urethan là 89 DVC. Và đề bài yêu cầu tìm công thức phân tử của urethan là như thế này. Được chưa? Rồi, ở đây, đề bài cho đốt cháy hợp chất này, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi vào bình CaOH 2 lần. Thế thì trong bình này nó xảy ra những cái hiện tượng như sau. Thứ nhất là nó xuất hiện kết tủa là 30 gram. Thứ hai là khối lượng dung dịch trong bình giảm 10,5 gram. Và đồng thời có 1,12 lít khí N2 đi ra khỏi bình. Như vậy, để biết được sản phẩm cháy gồm những gì, chúng ta làm bước đầu tiên, chúng ta xử lý số liệu liên quan đến sản phẩm cháy. À, đây, xử lý số liệu liên quan đến sản phẩm cháy. Thế đầu tiên chúng ta biết là gì? Bình CaOH 2 lần thì nó hấp thụ cả CO2 và H2O. Cả CO2, cả H2O đều bị hấp thụ vào bình này. À, khối lượng kết tủa xuất hiện theo phương trình phản ứng sau. CO2 tác dụng với CaOH 2 lần dư để tạo thành CaCO3 và H2O. Như vậy ở đây, kết tủa 30 gram chính là cái CaCO3 này. Thì số mol của nó là bao nhiêu? NCaCO3 bằng 30 trên 100 bằng 0,3 mol. Như vậy, xuất hiện 0,3 mol kết tủa. Thế thì cái lượng CO2 ở đây là bao nhiêu? Cũng chính là 0,3 mol. Được chưa? Như vậy từ phương trình chúng ta tính được cái số mol CO2 là 0,3
Mod. Và khối lượng của nó là 0.3 nhân 44 13.2 gạch. Dữ kiện thứ hai có liên quan là gì? Khối lượng dung dịch trong bình giảm 10.5 gạch. Như vậy ở đây, khối lượng dung dịch trong bình giảm bằng 10.5 gạch. Từ đây chúng ta có phương trình liên hệ là gì? Khối lượng dung dịch giảm chính là khối lượng của kết tủa CaCO3 trừ đi khối lượng của CO2 và khối lượng H2O hấp thụ vào bình bằng 10.5. Như vậy, thay các số liệu vào chúng ta có là gì? Khối lượng của CaCO3 đề bài cho là 30 gram. Khối lượng CO2 chúng ta vừa tính là 13.2 gram. Khối lượng H2O bằng 10.5. Và từ đây chúng ta tính được khối lượng của H2O bằng 6.3 gạch. Như vậy, tóm lại chúng ta có sản phẩm cháy bao gồm những gì? Thứ nhất là gì? CO2 với khối lượng là 13.2 gạch hay là 0.3 mol. Sản phẩm thứ hai là gì? H2O. Chúng ta tính được là 6.3 gạch hay là 0.35 mol. Và một sản phẩm nữa là gì? Khí N2 đi ra khỏi bình với thể tích là 1.12 lít. Chuyển qua số mol, ta có 0.05 mol. Đấy, sản phẩm cháy của bài tập này là bao gồm CO2, H2O và N2. Được chưa? Rồi, khi có sản phẩm cháy rồi thì chúng ta tiến hành lập công thức phân tử. Chúng ta có nhiều cách giải khác nhau. Chúng ta đi vào cách thứ nhất. Cách thứ nhất thì chúng ta dựa vào sản phẩm cháy để chúng ta tìm ra công thức phân tử. Thế thì khi dựa vào sản phẩm cháy để tìm ra công thức phân tử thì chúng ta tính toán khối lượng các nguyên tố. MC ta tính bằng công thức 12 nhân NC, mà NC chính là NCO2. Thay số vào chúng ta có 12 nhân 0.3 bằng 3.6 gạch. Thứ hai là MH, ta tính bằng công thức 1 nhân NH, mà NH chính là gì? 2 lần NH2O. Thay số vào chúng ta có 2 nhân 0.35 chính là 0.7 gạch. Thứ ba, chúng ta có khối lượng của N tính theo công thức là 14 nhân số mol của N, mà số mol của N chính là 2 lần số mol của N2. Thay số vào chúng ta có 14 nhân 2 nhân 0.05 tính ra là 1.4 gạch. Cuối cùng, chúng ta tính MO theo công thức. Chúng ta lấy M trừ đi MC cộng MH cộng MN. Thay số vào, chúng ta có 8.9 trừ MC 3.6 MH 0.7 MN 1.4. Như vậy, tính ra là 3.2 gạch. Như vậy chúng ta thấy urethane có thành phần nguyên tố bao gồm C, H, O, N với khối lượng tương ứng MC bằng 3.6 gram, MH bằng 0.7 gram, MN bằng 1.4 gram và MO bằng 3.2 gram. Do đó, chúng ta gọi công thức tổng quát của urethane là CXHIOZNT với XYZT là những số tự nhiên. Ở đây chúng ta có tỷ lệ 12X
trên MC bằng Y trên MH bằng 16Z trên MO và bằng 14T trên MN. Cộng các giá trị tử số chúng ta có giá trị phân tử khối M lớn. Cộng các giá trị mẫu số chúng ta có giá trị M nhỏ. Thay giá trị M lớn và giá trị M nhỏ vào biểu thức này chúng ta có M lớn 89, M nhỏ 8.9. Như vậy, từ đây chúng ta rút ra được các biểu thức. Đầu tiên chúng ta có 12X trên MC bằng 89 trên 8.9. Chúng ta tính được giá trị X bằng MC 3.6 trên 12 nhân 89 trên 8.9. Tính ra chúng ta có giá trị X bằng 3. Biểu thức thứ hai, chúng ta có Y trên MH bằng 89 trên 8.9. Từ đây chúng ta tính được giá trị Y bằng MH 0.7 nhân 89 trên 8.9. Tính ra chúng ta có Y bằng 7. Biểu thức thứ ba, 16Z trên MO bằng 89 trên 8.9. Từ đây chúng ta tính được giá trị Z bằng MO 3.2 trên 16 nhân 89 trên 8.9. Tính ra là Z bằng 2. Biểu thức thứ tư, 14T trên MN bằng 89 trên 8.9. Từ đây chúng ta tính được giá trị T bằng MN 1.4 trên 14 nhân 89 trên 8.9. Tính ra T bằng 1. Như vậy, với cách này chúng ta tính được trực tiếp các giá trị X bằng 3, Y bằng 7, Z bằng 2, T bằng 1. Do đó chúng ta kết luận công thức phân tử của urethan là C3H7O2N. Được chưa? Đây là cách thứ nhất để chúng ta tìm công thức phân tử bằng cách dựa vào sản phẩm cháy. Sản phẩm cháy chúng ta làm ở bước xử lý số liệu, chúng ta có được dữ kiện như thế này. Thì từ sản phẩm cháy này chúng ta tính được khối lượng các nguyên tố, cụ thể là MC 36 gram, MH 0.7 gram, MN 1.4 gram và MO là 3.2 gram. Do đó chúng ta gọi công thức phân tử của urethan là CXIOZNT và dùng biểu thức này. Từ biểu thức này chúng ta tính được các giá trị X bằng 3, Y bằng 7, Z bằng 2 và T bằng 1. Do đó công thức của urethan là gì? C3H7O2N. Được chưa? Rồi, cũng bài tập này chúng ta giải theo cách thứ hai. Đối với cách thứ hai thì chúng ta cũng dựa vào sản phẩm cháy. Sau đó chúng ta đi qua công thức đơn giản nhất. Sau đó mới đến công thức phân tử. Cái đầu tiên chúng ta cũng giới thiệu lại sản phẩm cháy của bài toán này bao gồm là gì? CO2 13.2 gam hay là 0.3 mol. H2O 6.3 gam hay là 0.35 mol. N2 1.12 lít hay là 0.05 mol. Dựa vào sản phẩm cháy, chúng ta tính được các giá trị số mol NC bằng N của CO2 và bằng 0.3 mol. Cái thứ hai là gì? NH. Chúng ta tính bằng công thức 2 lần NH2O bằng 2 nhân 0.35 chính là 0.7 mol.
n của n chúng ta tính bằng công thức 2 lần n của n2 bằng 2 nhân 0.05 bằng 0.11. NO chúng ta tính bằng công thức, chúng ta lấy MO trên 16. Mà MO chính là gì? M trừ MC cộng MH cộng MN chia cho 16. Hay số là chúng ta có M là bài cho 8.9 trừ MC, số mol của nó 0.3 nhân 12 cộng MH, số mol của nó 0.7 nhân 1. MN, số mol của nó 0.1 nhân 14. Tất cả chia cho 16. Ta tính ra được 0.2 mol. Như vậy, đối với cách này chúng ta tính được NC bằng 0.3 mol, NH bằng 0.7 mol, NN bằng 0.1 mol và NO bằng 0.2 mol. Do đó chúng ta gọi công thức tổng quát của urethan là CXHIOZNT rồi XYZT là những số tự nhiên. Thì lúc này chúng ta có tỷ lệ X chia Y chia Z chia T bằng NC chia NH chia NO chia NN. Hay số là chúng ta có 0.3 chia 0.7 chia 0.2 chia 0.1. Ta làm tròn tỷ lệ này bằng cách nhân với 10 thì chúng ta có được tỷ lệ các số nguyên là gì? 3 chia 7 chia 2 chia 1. Khi có được các số nguyên tối giản, chúng ta suy ra công thức đơn giản nhất của urethan là C3H7O2N. Và từ đây chúng ta suy ra công thức phân tử của urethan có dạng, chúng ta lấy công thức đơn giản nhất C3H7O2N, chúng ta N lần lên với N là số tự nhiên. Bây giờ chúng ta tìm giá trị N này là bao nhiêu. Để tìm được giá trị N này, chúng ta phải dựa vào phân tử khối. Để bài cho là gì? Phân tử khối bằng 89. Do đó chúng ta có biểu thức liên hệ là gì? 3 nhân 12 cộng 7 nhân 1 cộng 2 nhân 16 cộng 1 nhân 14. Tất cả nhân với N bằng 89. Triển khai biểu thức này chúng ta có 89N bằng 89. Và từ đây N bằng 1. Do đó chúng ta kết luận công thức phân tử của urethan là C3H7O2N. Như vậy công thức phân tử của nó cũng chính là công thức đơn giản nhất. Vì giá trị N này bằng 1. À, được chưa? Đấy. Đây là cách thứ hai để chúng ta giải bài tập này. Với cách này, chúng ta đi dựa vào sản phẩm cháy, sau đó đi qua công thức đơn giản nhất và tiếp đến là công thức phân tử. Thế thì chúng ta tìm được NC, NH, N, N và NO. Sau đó chúng ta dùng tỷ lệ X chia Y chia Z chia T để tìm ra các số nguyên tối giản là 3 chia 7 chia 2 chia 1. Khi có được các số nguyên tối giản thì chúng ta suy ra công thức đơn giản nhất của urethan là C3H7O2N. Lấy công thức này N lần lên để chúng ta tìm công thức phân tử. Giá trị N này chúng ta tìm căn cứ vào phân tử khối M bằng 89 và tìm được N bằng 1. Do đó công thức phân tử của urethan là C3H7O2N. Được chưa? Rồi, tiếp theo cũng bài tập này chúng ta giải thêm một cách nữa ha. Gọi là cách thứ ba. Đối với cách này thì chúng ta phải dựa vào phản ứng cháy.
thì chúng ta cùng giới thiệu lại sản phẩm cháy của bài tập này. Và gồm là gì? CO2 13,2 gram, tức là 0,3 mol. H2O 6,3 gram, hay là 0,35 mol. Và N2 1,12 lít, hay là 0,05 mol. Đây, sản phẩm cháy của bài tập này là như vậy. Do sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O, N2, cho nên công thức tổng quát của urethane là gì? CX, HI, OZ, N, T. Chúng ta viết phương trình phản ứng cháy, tức là tác dụng với O2, để tạo thành sản phẩm là CO2, H2O và N2. Chúng ta tiến hành cân bằng X CO2, Y trên 2 H2O, T trên 2 N2, và X cộng Y trên 4 trừ Z trên 2 O2. Được chưa? Ở đây đề bài cho đốt cháy hoàn toàn. Do vậy, cái số mol của urethane tham gia phản ứng là bao nhiêu? Ở đây chúng ta có N sẽ bằng M nhỏ trên M lớn. Hay số vào chúng ta có 8,9 trên 89. Tính ra là 0,1 mol. Đặt số liệu này vào phương trình phản ứng để chúng ta tính toán. 0,1 mol urethane cháy tạo ra CO2 là bao nhiêu mol? Tức là 0,1x mol. Tạo ra H2O bao nhiêu mol? Tức là 0,1 nhân Y trên 2 mol. Tạo ra N2 bao nhiêu mol? Tức là 0,1 nhân T trên 2 mol. Như vậy, khai thác các dữ kiện của đề bài. Đầu tiên, số mol của CO2 là 0,3 mol. Chúng ta có phương trình liên hệ là gì? Số mol 0,1x bằng 0,3. Như vậy, ở đây chúng ta tính được giá trị x bằng 3. Dữ kiện thứ hai, số mol của H2O 0,35 mol. Chúng ta có phương trình liên hệ là gì? 0,1 nhân y trên 2 bằng 0,35. Từ đây chúng ta tính được giá trị y bằng 7. Dữ kiện thứ ba, chúng ta có số mol của N2 bằng 0,05 mol. Do đó chúng ta có biểu thức liên hệ là gì? 0,1 T trên 2 bằng 0,05. Như vậy giá trị T bằng 1. Dữ kiện thứ tư, chúng ta khai thác phân tử khối M bằng 89. Chúng ta có biểu thức liên hệ là gì? 12x cộng y cộng 16z cộng 14t bằng 89. Thay các giá trị x bằng 3, y bằng 7, t bằng 1 vào phương trình này, chúng ta tìm được giá trị z bằng 2. Như vậy ở đây chúng ta kết luận công thức phân tử của urethane là gì? Cx tức là C3, HI tức là H7, OZ tức là O2, NT tức là N. Như vậy công thức phân tử của urethane là gì? C3, H7, O2, N. Được chưa? Đây, đây là cách thứ ba để chúng ta giải bài tập này. Cách này thì chúng ta dựa vào phản ứng cháy. Thì chúng ta phải viết và cân bằng phương trình phản ứng đốt cháy. Đề bài cho đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol urethane, thế tạo ra là 0,1 x mol CO2, 0,1 y trên 2 mol H2O, 0,1 t trên 2 mol N2, và khai thác các dữ kiện đề bài. NCO2 đây chính là 0,3 mol, do đó chúng ta có phương trình liên hệ là gì? 0,1 x bằng 0,3, do đó tính được x bằng 3. Và tương tự như vậy đối với số mol của H2O, số mol N2, chúng ta có được giá trị y bằng 7 và t bằng 1.
giá trị Z chúng ta tính toán dựa vào phân tử khối M và có phương trình liên hệ như thế này. Ta tính được Z bằng 2 và kết luận được công thức phân tử của urethane là C3H7O2N. Được chưa? Đấy, các bạn xem lại cách giải bài tập này ha, theo 3 cách khác nhau. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn, để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một trong những nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.